em thay dép xong rồi lên lầu em nói cái này cho chị nghe. Gì vậy? Ngồi xuống đây đi. Chị còn nhớ cái bạn hôm bữa cho em kẹo không chị? Bạn nó nói hôm nay sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị nhớ là món chuối chiên cho em nha. Em đã nói với bạn đó là chị làm món chuối chiên ngon nhất Sài Gòn luôn á. Không có được đâu. Đây có phải là nhà mình đâu mà em tự tiện dẫn bạn về vậy? Nhưng mà em chỉ chơi trong phòng này thôi, sẽ không làm phiền ai đâu mà chị nha. Không có được đâu. À, hay là chị cho tiền em đi chơi với bạn nha. Thôi, em thích chơi ở nhà hơn à. Nha chị. Chị đã nói là không có được mà. Sau này á mình có tiền mua nhà đi, rồi em muốn dẫn bạn về cũng được. Chị lúc nào cũng nói sau này, bộ chị không một câu nói khác nữa hả? Chị làm em thất hứa với bạn, chị có biết là em xấu hổ với bạn lắm không? Em nói nhỏ nhỏ thôi, cả nhà nghe bây giờ á. Em còn muốn nói lớn hơn nữa. Chị đúng là cái đồ đáng ghét. Cái con nhỏ này bữa nay bị cái gì vậy? Chị còn quýnh em nữa hả? Chị đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này luôn á. Cái con bé này. Nè Tâm Anh, em phải để giày dép gọn gàng vô chứ. Giày em muốn để sao kệ em. Nè, đứng lại coi. Chuyện này hơi bị vui rồi nha. Em làm cái gì vậy hả Tâm Anh? Chị dạy em hỗn hợp vậy sao? Nè Tâm Anh. Chuyện gì nữa? Em để giày lên sao để kệ em chứ. Em đừng có hét lên được không? Chị đã nói là không được hét lên rồi mà. Kệ em, em muốn nói ra kìa em. Cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy hả? Mau đi ra ngoài dọn giày lại cho chị đi, nhớ lên. Không, đó, đi. Dẫu người ta mà. Sao vậy trời? Có gì đâu mỏng hiểu. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Ê Tâm Anh, lại đây nè. Mày đang muốn chọc tức chị của mày đúng không? Lại đây, tao chỉ mày một cách dễ lắm. Bây giờ mày chỉ cần mày quăng đồ chơi của tao bừa bãi thôi, chị mày sẽ tức điên lên liền. Thử không? Thôi, mình không cần đâu, cảm ơn bạn. Làm chi? Em chơi xong thì phải dọn lại cho gọn gàng đó nha. Em không dọn đó thì sao? Bè. Chắc là coi cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy? Còn muốn chọc tức chị nữa hả? Chị mệt lắm rồi đó nha. Kệ chị chứ, chị tự dọn đi. Tránh ra coi cái đồ đáng ghét. Thiệt tình. Ô, chị đang bị cảm hả? À, không có. À, Tâm Ý hả? Dạ. Nè, hôm nay con không cần phải nấu cơm tối nha. Hôm nay là sinh nhật của chú Ngọc, cả gia đình đã đi ra ngoài ăn tối rồi. Dạ. À, cô dặn nữa, cô thấy mùng mình chiếu gối nhà mình dơ hết rồi, con giặt giùm cô nha. Dạ. Chị uống thuốc chưa? Nè Tâm Anh, chị nằm mày làm xong bài tập mày đưa cho tao nha. Biết rồi. Tâm Anh, em nằm xích qua bên cho chị nằm với. Em nằm ở đây trước rồi. Tâm Anh. Em đã nói là em nằm ở đây trước rồi. Em thiệt là. Ê Tâm Anh. Từ lúc mày chuyển tới nhà tao á, đây là lần đầu tiên tao cảm thấy thích mày á. Nè ăn đi. Nhưng không có nhưng mà gì hết trơn á, tao thương tao mới cho ăn.
có dịch cảm cúm đó. Chị đừng có chủ quan, lo mà đi tới bệnh viện khám đi nha. Rồi, cái tật anh hết chị em nên mới bị trừng phạt đó. Xin lỗi, em hư quá đúng không chị? Em chỉ suốt ngày kiếm chuyện với chị thôi. Trong khi đó, chị bệnh. Chị mau hết bệnh đi. Em thương chị lắm đó. Thank you.
chồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.